Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi link trang cá nhân Facebook của mình sao cho nó ngắn gọn và nó đẹp nhất. Thay vì là những cái con số ID thì chúng ta có thể là thay đổi được cái link Facebook thành một cái tên và chúng ta hay gọi là tên người dùng nhá. Cái này không phải là tên đăng nhập Facebook mà là tên người dùng mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi tên người dùng hay là thay đổi link Facebook sao cho nó đẹp nhất nhá. Để có thể là đổi được cái link của Facebook để có thể là đổi được link trang cá nhân facebook của mình thì mọi người sẽ vào cho mình cái messenger nhá tiếp đến mọi người sẽ chọn cho mình vào cái mục là tiếp đến mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là tên người dùng này Mình kích vào đây và chọn là chỉnh sửa tên người dùng nhá như ở đây mọi người nhìn thấy này mình đã chỉnh sửa cái link trang cá nhân facebook của mình thành một cái tên người dùng thì mọi người cũng có thể là làm tương tự nhá và cái tên người dùng này phải là duy nhất, không được trùng với cái tên của người khác. Vì nếu mà trùng ấy thì nó sẽ báo là không được mọi người nhá. Và mọi người phải thêm những cái số hay là uh, chọn một cái tên mà chưa ai dùng. Ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ nó đi. Thì như thế này là cái tên người dùng này vẫn chưa có ai dùng thì mình có thể dùng được. Và sau khi mọi người đã chọn được cái hay là thay đổi được cái tên người dùng ở trên Phúc rồi thì mọi người sẽ chọn lưu nhá. Bây giờ cái link Facebook của mọi người ấy đã chuyển thành cái tên người dùng như này, mọi người thấy không? m mi này và gạch sang là tên người dùng thì mọi người có thể là tìm cái mọi người muốn người khác kết bạn này thì mọi người có thể đưa cái tên người dùng này cho người ta để người tìm kiếm cho nó đúng luôn cái tên người dùng mình luôn nó ra nó sẽ ra đúng cái facebook của mình nhá như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách đổi link facebook trang cá nhân của mình hay gọi là thay đổi tên người dùng ở trên facebook của người nhá thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video mà thấy hay thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.